rồi chị. Thì em sẽ gặp một chàng trai, và chàng trai này sẽ làm cho em cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Chị ơi, nói vậy là hoàng tử của em xuất hiện phải không chị? Là chân mệnh thiên tử của em phải không chị? Cứ cho là vậy. Chị coi kỹ trong lá bài giùm em nha. Chị coi thử cái tuổi của ảnh á, ảnh bằng tuổi em hay là ảnh có lớn tuổi hơn em không chị? Mà nếu mà lớn hơn nhiều không chị? Thì trong lá bài này có sẵn. Dạ. Nè, lớn hơn em không nhiều tuổi lắm đâu. Người này là một người hết sức là thu hút. Phải nói sao ta, rất là chất á. Vậy là lớn hơn em có một chút xíu thôi đúng không? Chị em nói nghe nè, chị thử coi giùm trong lá bài á chị, cái hình dáng của ảnh sao anh cao ốm, ảnh mập lùn sao để em biết á. Em cao, người này chắc chắn là cao. Cao, đẹp trai nữa. Rất đẹp trai. Là hoàng tử của em đẹp trai. Mà còn trẻ tuổi nữa. Trước giờ chị coi cho rất là nhiều khách, chị chưa thấy ai mê trai lồ lộ như em vậy đó. Trời ơi, chị không biết đâu, em chờ anh lâu lắm rồi đó chị, tức quá. Chị ơi, chị vậy là trong khoảng này là khoảng tháng sau là em sẽ được gặp ảnh đúng không chị? Nhưng mà chị biết tuần không, nào không của... không phải tháng sau đâu, ảnh sẽ xuất hiện liền. Đợi chị xíu. Không đó. Không phải trong tuần này. Dạ. Mà là trong ngày. Trong ngày. Trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay luôn? Ừ. Chị coi kỹ chưa vậy? Thiệt là phải trong ngày hôm nay không? Chị có thử coi chị đúng hay không? Trời đất, chết rồi. Nếu mà tại vì ảnh mà xuất hiện trong ngày hôm nay, tại vì biết sao hôm nay em chưa có kịp sửa soạn gì hết, rồi make up, rồi làm móng tay, móng chân, rồi spa này nọ nữa. Nhưng mà nếu mà ảnh xuất hiện sớm thì càng tốt đúng không chị? Thôi đi bà ơi, bà mê lồ lộ vậy. Trong ngày hôm nay chắc chắn xuất hiện. Em muốn hỏi gì nữa không? Em giờ em cũng biết phải hỏi gì hết á. Mà em chỉ muốn hả ngồi đây nè, em chờ ảnh xuất hiện. Bạch mã hoàng tử sẽ cưỡi ngựa trắng xuất hiện trước mặt em. Ủa mà chị có lộ đâu vậy? Coi chừng mà lộn đó nha. Giờ là hơn nửa ngày rồi, từ sáng giờ em có thấy ai giống vậy đâu. Thì chị nói rồi, cứ coi thử coi chị đúng hay không. Tình hình là từ giờ đến tối. Anh có hay tới quán này không? Em là khách quen của quán á. Sao anh thấy mặt anh lạ quá vậy, lần đầu anh tới quán hả? Bài có đúng đâu. Nhìn chảnh chẹ dữ vậy trời. Coi quán nha. Thank you.
một niềm hy vọng, một sự đổi mới. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.